Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Trên tay của tôi là một chiếc đồng hồ đến từ nhà sản xuất Rolex, mẫu đồng hồ Day-Date. Mẫu đồng hồ này thì đã quá nổi tiếng, xuất hiện từ năm 1956. Day-Date là dòng đồng hồ đầu tiên trên giới chế tác tích hợp được hai tính năng là ô cửa sổ báo thứ và ngày. Hiện nay thì cả hai ô cửa sổ này sẽ tự động truyền lịch vào nửa đêm. Từ trước đến nay, Day-Date chỉ được chế tạo dưới chất liệu kim loại quý như vàng, platinum, còn chất liệu thép không gì thì không có. Và mẫu đồng hồ này được mệnh danh là dòng đồng hồ tổng thống bởi được tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đeo. Mẫu đồng hồ trên tay Gia Bảo Luxury có số hiệu là 18135, nằm trong series 6 chiếc mà Rolex giới thiệu tại Baselworld 2013. Cả 6 mẫu mà Rolex đem tới Baselworld 2013 đều sở hữu mặt số có màu tươi sáng như là xanh dương, xanh lá, màu cam, màu cherry, màu bạc, và hiện tại có mặt tại Gia Bảo Luxury là một chiếc Rolex 118, 135 với mặt số màu chocolate. Tất cả đều đi kèm với dây đeo da cá sấu cùng màu tương tự mà không phải là dây đeo kim loại mà chúng ta thường thấy. Khác với những chiếc Day-Date 40mm khác đi với dây đeo kim loại thì mẫu đồng hồ này sở hữu đường kính 36mm. Nhìn chung nó khá nhỏ gọn và ngay cả phụ nữ nếu yêu thích cũng có thể yếm thử mẫu đồng hồ này. Hãy cùng tôi tìm hiểu mẫu đồng hồ này về mặt thiết kế có gì nhé. Bảo vệ cho mặt số chocolate là bộ vỏ khung bằng vàng hồng Everose với công thức riêng sự trộn lẫn giữa các kim loại như vàng nguyên chất, đồng và một chút ít bạch kim. Vàng hồng Everose nhà Rolex đã được ra đời. Và vàng hồng Everose được xem là cứng hơn vàng hồng thông thường, có màu hồng sáng cộng khả năng chống ăn mòn khá là cao. Vàng hồng Everose được sử dụng để chế tạo các vị trí như là bộ vỏ khung, vành bezel chia khía, đúng chỉnh giờ và ngay cả khóa cài tại đây cũng là đều được làm từ vàng hồng Everose. Về mặt hoàn thiện thì toàn bộ vỏ khung đều được đánh bóng từ vành bezel cho đến bộ vỏ từ trước đến sau. Trong 6 mẫu có mặt tại Baselworld 2013, mã số chocolate, mã số xanh, bạc nằm trong tông màu trầm và khá dễ kết hợp đồ đang mặc. Hiện tại chiếc Rolex 118 135 có mặt tại Gia Bảo Luxury sở hữu mã số màu nâu chocolate đã được trải tia, và nếu như có cơ hội các bạn nên thử đeo chiếc đồng hồ này ra ngoài nắng để xem độ bắt nắng của nó. Xung quanh mã số phục vụ chức năng báo giờ cùng với cả bộ kim dáng gậy là hệ thống cọc chỉ giờ hình chữ nhật có phủ chất phát quang chromalite cho ánh sáng xanh dương. Chất phát quang thông thường như Luminova và Super Luminova sẽ cho màu xanh lá cây, còn chất phát quang chromalite của riêng Rolex lại cho ánh sáng xanh dương. Riêng logo của Rolex bằng vàng được đính nổi, còn toàn bộ hệ thống chữ trên mặt số là được in lên đó. Và hai chi tiết quan trọng làm nên tên gọi Day-Date cho dòng đồng hồ này đó là ô cửa sổ báo thứ tại góc 12 giờ và một ô cửa sổ báo ngày kích thước lớn nằm tại vị trí 3 giờ cùng với kính Cyclops, rất là biểu tượng của dòng sản phẩm Rolex. Để điều chỉnh thì chúng ta sẽ sử dụng đúng chỉnh giờ tại góc 3 giờ. Có 3 nấc tất cả. Nấc đầu tiên để chúng ta vặn cót. Và nấc thứ hai là hiện tại là để chúng ta điều chỉnh chức năng ngày và thứ. Để muốn điều chỉnh ngày chúng ta sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ. Và nếu như vặn ngược theo chiều kim đồng hồ chúng ta sẽ điều chỉnh ô cửa sổ báo thứ. Nấc ngoài cùng sẽ điều chỉnh giờ. Và chúng ta sẽ chuyển đến bộ máy bên trong của chiếc Rolex 118-135 này. Những chiếc đồng hồ Rolex luôn đại diện cho tính chính xác. Và là một niềm tự hào riêng, nhà sản xuất này để ngay trên mặt số dòng chữ Superlative Chronometer Officially Certified như để nói. Bộ máy của hãng có hai chứng nhận về tính chính xác. Một là chứng nhận Chronometer của tổ chức COSC và hai là chứng nhận Superlative Chronometer của riêng nhà sản xuất Rolex. Quay lại với chiếc Rolex Day-Date 118-135 này thì bộ máy bên trong là bộ máy 3155 có khả năng vận hành trong khoảng 48 giờ đồng hồ. Điều đáng nói ở đây là bộ máy 3155 được Rolex đưa vào sử dụng từ năm 1988 thay thế cho bộ máy 3055, và như vậy là bộ máy 3155
đã được Rolex sử dụng trong 30 năm. Hiện tại thì chiếc Rolex Daydate 118135 được cung cấp với mức giá là 19.150 euro. Và nếu như bạn cần thêm bất kỳ thông tin chi tiết về chiếc đồng hồ này, có thể truy cập ngay vào website gia bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại!